Ok, xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Và mình là Lê Huệ Trương. Ngoài những trường phái như hệ tâm linh hoặc là phân tích cơ bản, thì phân tích kỹ thuật là một lựa chọn được rất nhiều anh em trader ưa chuộng. Tuy nhiên, có rất nhiều technical trader thất bại trong việc dự đoán thị trường và đổ lỗi rằng phân tích kỹ thuật không hề hiệu quả. Vậy, đâu là ý nghĩa sâu xa của việc phân tích kỹ thuật? Và đâu là thiếu sót của rất nhiều technical trader? Blake Davis sẽ trả lời cho anh em những câu hỏi này. Dành cho những ai chưa biết thì Blake Davis là một nhà phân tích chứng khoán và crypto của trang Blockware Team và Kelly School. Anh hiện có hơn 5.000 followers trên Twitter và sau đây sẽ là chia sẻ của Davis về ý nghĩa sâu xa đằng sau về phân tích kỹ thuật nhé. Phân tích kỹ thuật là xương sống trong cách tôi điều hướng trên cả thị trường chứng khoán lẫn thị trường tiền điện tử. Nhưng thực chất thì phân tích kỹ thuật là gì? Và không, đây không phải là hướng dẫn từng bước về cách giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Bạn hãy thử lên Google và tìm kiếm định nghĩa về phân tích kỹ thuật thì sẽ nhận về kết quả rằng nó là hành động đánh giá biến động của giá cả. Các nhà phân tích kỹ thuật sẽ đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên biểu đồ giá. Nhưng câu hỏi là, nếu tất cả mọi người đều nhìn vào các biểu đồ giá giống nhau, thì tại sao một số trader lại cực kỳ giỏi ở mảng phân tích kỹ thuật và những người khác thì không? Theo tôi, những gì thay đổi trò chơi là mức độ hiểu biết của bạn về những gì thực sự là nguyên nhân của biến động giá. Và tôi đang không nói về những câu chuyện thời sự hay những quyết định của Fed nhé. Chìa khóa của tất cả những điều này là hiểu rằng giá cả không chỉ tự biến động. Biến động giá chắc chắn có thể cảm nhận được về mặt kỹ thuật, giống như một trò chơi video game. Nhưng trên thực tế, có hàng nghìn người ở phía bên kia màn hình máy tính của bạn khiến giá cả biến động. Và trước khi bất kỳ ai đưa ra nhận xét, vâng, tôi biết rằng các thuật toán chiếm khoảng 70% khối lượng giao dịch hàng ngày. Hãy nhớ rằng các thuật toán phải được viết bởi một con người. Hầu hết trong số họ sử dụng các chỉ báo tương tự như các nhà phân tích kỹ thuật dùng, nhưng được tự động hóa. Vì vậy, sẽ không mất thời gian bằng cách thủ công đặt lệnh giao dịch. Cho nên, phân tích kỹ thuật thực sự không phải là việc đánh giá các mô hình và chỉ số giá. Nó thực sự là nghiên cứu về cảm xúc của con người và hành vi ra quyết định. Khi tôi mới bắt đầu học cách đầu tư giao dịch, tôi ngay lập tức nghe dân tình xôn xao về phân tích kỹ thuật và bắt đầu tiếp thu càng nhiều thông tin càng tốt. Đây vừa là một may mắn, vừa là một lời nguyền. Tôi đã bắt đầu ở đúng nơi. Chỉ là tôi không nhìn nó qua ống kính phù hợp mà thôi. Không mất quá nhiều thời gian để học phân tích kỹ thuật ở cấp độ sơ đẳng, xoay quanh các mô hình giá và indicator cơ bản như là đường trung bình động, RSI hay là MACD, v.v. Ngày nay, hầu hết mọi người chỉ cần gõ cách giao dịch cổ phiếu trên YouTube và xem video đầu tiên đập vào mắt họ là được. Nhưng tôi dám cá rằng 99% những video đó không cung cấp hiểu biết thực sự về những gì đang diễn ra đằng sau hậu trường của phân tích kỹ thuật. Đây là một ví dụ khi sử dụng đường trung bình động MA. Bạn thấy một dòng tweet từ một trader đã kiếm được bộn tiền khi mua từ đường EMA 21. Bạn đã thử nó vào ngày hôm sau trên một cổ phiếu khác và bạn cũng kiếm được tiền. Bạn đã có được kết quả như mong muốn, nhưng liệu nó có thực sự khiến bạn trở thành một trader giỏi hơn không? Có lẽ là không. Thoạt đầu, nhiều người nghĩ rằng đường trung bình động MA về cơ bản là những đường ngoạch ngoạc mà mọi người đôi khi sẽ mua vào. Bạn có thể nói, tôi đã biết rằng cổ phiếu có xu hướng tăng sau 21 hoặc 50 ngày, vì vậy tôi sẽ bắt đầu mua ở đó. Điều này đúng và nhiều trader vĩ đại thực sự sử dụng chiến lược đường MA. Nhưng về cơ bản, những trader vĩ đại đó hiểu sâu sắc những cảm xúc mà mọi người cảm thấy xung quanh các đường trung bình động quan trọng. Hãy nghĩ về đường MA thực sự là gì? Ví dụ, đó là giá trung bình mà mọi người đã trả cho cổ phiếu đó trong 50 ngày. Vì vậy, nếu giá được bán xuống dưới đường DMA 50, mọi người có hai lựa chọn.
Thực ra là có 3 lựa chọn nhưng hãy bỏ qua lựa chọn thứ 3, đó là không làm gì cả. Đầu tiên, họ có thể mua nhiều hơn ở mức giá trung bình đó. Một nhà quản lý quỹ muốn nói với khách hàng của mình rằng chúng ta đã trả mức giá trung bình mà những người khác đã trả trong 50 ngày qua. Hoặc họ có thể bán ở đó và nói với các nhà đầu tư của họ rằng hãy xem chúng ta đã thoát ra với một mức giá hợp lý. Lợi nhuận tổng thể rõ ràng là quan trọng nhất đối với một tổ chức. Tuy nhiên, giá mà các nhà quản lý cá nhân mua hoặc bán mới là yếu tố quyết định xem họ mất việc hay được tăng lương. Vì vậy, rõ ràng, điều này thêm rất nhiều cảm xúc và phương trình. Tôi sẽ không cố gắng giải thích những cảm xúc đằng sau mỗi chiến lược phân tích kỹ thuật đơn lẻ. Về cơ bản, tất cả những gì bạn cần nhớ là luôn có những con người khác với cảm xúc, gia đình và cuộc sống thực sự đằng sau mọi biến động giá cả. Nhưng điều này thực sự giúp được gì cho bạn? Nó hữu ích bởi vì bạn có thể áp dụng logic này cho tất cả các lĩnh vực kỹ thuật để nâng cao kiến thức và lợi nhuận của bạn. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là nó giúp tôi đánh giá tâm lý và sức khỏe của thị trường. Nếu giá đang bán tháo thông qua các khu vực quan trọng trên nhiều cổ phiếu hàng đầu, thì tôi biết rằng tâm lý thị trường đang trở nên tồi tệ. Tôi tìm kiếm một lợi thế trên thị trường. Hãy nghĩ về câu nói, xu hướng là bạn của bạn. Nếu tôi thấy thị trường từ bỏ xu hướng của nó, thì đã đến lúc tôi phải thu hẹp quy mô lại. Phân tích kỹ thuật giúp bạn hiểu những gì đang thực sự xảy ra trong thời gian thực. Vì vậy, sự phong phú của kiến thức phân tích kỹ thuật mà bạn có thể xây dựng sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Bạn càng có nhiều thông tin về những gì đang diễn ra, lợi nhuận của bạn càng cao và nhất quán. Và đây chỉ là cách tôi tìm hiểu thị trường. Tất nhiên, những người khác sẽ có cách nhìn nhận mọi thứ khác nhau, nhưng tôi nhận thấy rằng tôi càng xây dựng kho kiến thức chiến đấu của mình thì tôi càng trở nên giỏi hơn trong công việc này. Và sau đây là một số tựa sách về phân tích kỹ thuật mà tôi yêu thích nhất để các bạn có thể tham khảo nhé. Đầu tiên là cuốn How to Make Money in Stocks của William O'Neill, tạm dịch là Làm giàu từ chứng khoán. Cuốn sách thứ hai có tên Secrets for Profiting in Bulls and Bear Markets của Stan Weinstein, tạm dịch là Bí mật để kiếm lợi nhuận trong thị trường bò và gấu. Tiếp theo là cuốn Technical Analysis Using Multiple Time Frames của Brian Shannon, tạm dịch là Phân tích kỹ thuật sử dụng đa khung thời gian. Cuốn sách thứ tư là một cuốn sách rất nổi tiếng có tên Trade Like a Stock Market Wizard của Mark Minervini, tạm dịch là Giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Và cuối cùng là cuốn Trade Like an Honor Disciple của hai tác giả Gil Morales và tiến sĩ Chris Catcher, tạm dịch là Giao dịch như một đệ tử của O'Neill. Và vừa rồi là toàn bộ chia sẻ của Blake Davis về ý nghĩa sâu xa đằng sau việc phân tích kỹ thuật. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nhỏ nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất. See you soon!